Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ngày hôm nay thời tiết ngoài miền Bắc rất là đẹp. Và hiện tại em đang test và gửi loa Akai L12 cho những bác đã đặt hàng trong buổi phát livestream tối ngày hôm qua. Thì nhân đây em cũng sẽ có một cái video để review chi tiết trên cái dòng sản phẩm này, cũng như là sẽ có những cái bản test về nhạc, về mic theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Thì em đã giới thiệu rồi, cái loa Akai L12, đây là dòng loa full bass 30, thùng cân, dáng thùng cân, từ 17 côn 65,5, tép kèn 450, họng này là họng nhôm, rất là xịn. Và loa này nó được sản xuất vào năm 2018. Bát, tép và thùng nó sẽ đồng series các bác nhá. Ví dụ như là ở mỗi một cặp loa nó sản xuất ra thì nó sẽ có một cái số series riêng. Đó. Ví dụ ở cái thùng này của nó sẽ là 180 10 1062. Bát của nó cũng sẽ là 180 10 1062. Thì cái thùng của nó ở đằng sau cái chạm loa các bác thì nó cũng sẽ là trùng cái series như vậy. Và nó được sản xuất vào năm 2018, cho nên là nó phải nói rằng là đẹp xuất sắc các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, bích từ nó còn quá là mới luôn các bác ơi. Xương nhôm, sơn tĩnh điện các bác nhá. Sơn tĩnh điện màu bạc, có ánh ca may, chúng ta gọi là cái màu mica metallic ấy. Rất là cao cấp và xịn sò. DJ Akai là thương hiệu của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đó, côn nó là côn 65,5 với cái kích thước nhện rất là lớn. Con này thì cho cái tiếng bass rất là mềm mại, rất là hay, và đặc biệt là cái lời của nó thì chăm nghe không, chăm thấy không bằng một trải nghiệm thực sự các bác luôn. Thì anh em yêu cầu thì em cũng lát nữa em sẽ test luôn cái âm thanh của nó từ cái tiếng mic cho đến tiếng nhạc để mọi người nghe xem là nó đẳng cấp như thế nào các bác nhá. Và quan trọng nhất ở đây là cái gì ạ? Giá thành nó rất là hợp lý, giá 7,6 triệu em cũng đã công bố lên rồi. Màng đó rất đẹp và rất xịn các bác nhá. Gân ba sóng đấy, đây là gân xếp vải tấm dầu, dầu đang ướt nhẹp luôn, còn cực kỳ mới. Đó là về phần bát. Tép của nó đấy ạ. Đấy, tép này tép 450 màng titan. Cái mâm chép của nó còn đánh cả số các bác nhá. 18 tháng 12 năm 2017. Côn dây nhôm dẹt rất là xịn các bác. Đó. Họng này là họng họng nhôm. Không phải là họng nhựa các bác nhá, họng nhôm, cực kỳ cao cấp. Thùng gỗ. Thiết kế thùng giống như là của lòng JBL KP6012 ấy. Nó rất là chắc chắn và cứng cáp. Đó, cái phần được cái quai sách các bác này, nó cũng làm bằng kim loại nhá. Nó gia cố, nó làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đây là thùng. DJ Akai là thương hiệu của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Chúng ta hay gọi là hàng bãi tàu ấy. Đó, bích từ nó bảy màu luôn, mọi người nhìn thấy nó ứng lên chưa? Nó còn phải nói rằng là nó gần như là mới các bác ạ. Gần như là mới luôn. Rất đẹp. Đấy. Và cái mọi người cũng hay quan tâm, rất là nhiều anh em hỏi, thực ra là những cái dòng full 30 thì cái kích thước thùng ấy thì nó cũng xem như là những cái dòng loa full khác các bác nhá. Nó không có quá chênh lệch đâu ạ. Và bây giờ thì anh em yêu cầu thì em cũng xin đo lại luôn cho các bác nhé. Với chiều cao của thùng là loa Akai L12 là 60cm nhá. Chiều rộng, đây, chiều rộng là 34,5cm. Và chiều sâu, đây ạ. Kích thước gọi là kích thước cơ bản luôn đấy các bác, 38cm các bác nhá. 38,5cm. Đó, đó là kích thước thùng. Nhiều anh em cứ hỏi rằng là em phải đo cái thùng anh xem coi là như thế nào. Ok, bởi vì là anh em đã chơi full 30 rồi thì mọi người biết được là cái kích thước thùng của nó ở những cái dòng loa 30 thì nó cũng không chênh nhau quá nhiều. Ở cá biệt có một số trường hợp nó làm thùng quá là to, cồng kềnh. Còn với cái dáng thùng này thì nó rất là vừa vặn các bác. Nó thùng cân rất là đẹp. Và tất cả là hàng tháo phong, cho nên là từ những cái vị trí ốc vít của nó còn quá là đẹp luôn các bác nhé. Đó, tất cả là nguyên zin tuyệt đối, hàng đời cao, rất mới và zin tuyệt đối mọi người nhá. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ test luôn cái chất tiếng cái dòng này cho mọi người nghe. Đó, đầu tiên thì em test một cái bản nhạc mạnh một chút nhá. Con này thì bass nó mềm lắm bởi vì là cái giải bass của nó xuống rất là sâu. Thank you.
thấy không? Thì với cái loa DJ Akai này thì cái tiếng bass nó quá là mềm mại rồi các bác. Thực sự các bác, lỗ thông hơi của nó nằm phía sau. Đấy các bác phải lưu ý nhá. Lỗ thông hơi nằm phía sau. Nó khi mà anh em mà chơi gia đình ấy, thực sự các bác, đây là những cái dòng loa anh em chơi gia đình cực kỳ sướng. Trước đây những cái dòng loa full 30 hoặc là những dòng loa mà có cái lỗ thông hơi phía trước cái này ấy, thì người ta có một cái chân bass mặt ở lắp phòng karaoke. Các bác, phòng karaoke ngày xưa thì nó rất là nhiều những cái trang trí xung quanh, cho nên là nó bắt buộc nó sử dụng một cái lỗ thông hơi phía trước cái này. Đó, đằng sau nó làm thế nào cũng được. Còn đối với những cái dòng loa này thì cho các bác biết rằng là đến thời điểm hiện tại thì những cái phòng karaoke họ làm hầu như chỉ có những cái led trang trí thôi, nó rất là phẳng. Và với cái lỗ thông hơi phía sau người ta chỉ lắp ra ngoài đường, lắp cách tường khoảng tầm 20 đến 30 cm thôi các bác, thì cái tiếng bass của nó ra cực kỳ sướng luôn. Em nói thẳng các bác, bản thân cái loa DJ Akai này kể cả này, anh em để ở ngoài, em đánh ở ngoài như vậy, mọi người nghe cái tiếng bass rất là sâu và mềm nhá. Còn khi chúng ta kê kệ để trên kệ mà cách tường tầm 20 đến 30 cm các bác nhá, thì đảm bảo các bác luôn, tiếng bass nó bao mềm mại và bao sướng như các bác luôn đấy ạ. Đó, và đây là thông số kỹ thuật đằng sau. DJ Akai L12. Đó, như cái con này, cái series của nó là 180 này, 101064, thì bát và tép của nó cũng sẽ là cái series như vậy các bác nhá. Tần số đã tiến từ 45 cho đến 20k. Đó, nó cái bát, cái rẻ bát nó xuống cực kỳ mềm và sâu các bác. Công suất hoạt động 450W, quá khủng. Độ nhạy 98 dB, và đây là hàng hãng, thì những cái thông số này thì nó là 100% là chính xác các bác nhá. Đó, chứ nó không có tự vẽ ra hay là như những cái dòng loa khác, loa đặt, loa kiểu như là hàng xưởng các bác. Đó, đây là hàng xịn của hãng luôn, cho cái âm thanh nó cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì mời các bác nhé, mời các bác, chúng ta sẽ nghe cái tiếng micro trên cái dòng mic này nó như thế nào. Lên 1 2 3 Rồi ôi, tiếng quá đẹp các bác ạ, thực sự luôn. Và mọi người biết được rằng là với cái loa này ấy, phần equalizer các bác nhá, phần equalizer của con vàng ấy, phần mic con vàng ấy, em đang cắn phẳng luôn đấy, em cũng không có đây riêng equalizer của mic nhá, em đang cắn phẳng luôn nhá, không cần phải thêm, chưa cần thêm bớt gì hết. Thì mọi người biết được rằng là những cái loa mà cái đáp tuyến của nó chuẩn, nó tốt thì mọi người nghe nó sướng như thế nào, không cần phải can thiệp quá nhiều đâu. À, bây giờ để em hát một bài mọi người thử nghe nhá. Đời em dừng như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió trong bình yên. Thân em bây giờ gửi vận cho ai, đời chưa mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bên, thuyền mãi lên đây, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắm theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Anh xuân em còn nữa đâu ai, mất nơi đây chờ đợi gì đây, tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Quá sướng các bạn ạ, nghe nó bay lắm, nó mềm mại, nó bay bổng, hát mình cảm giác rất là cuốn các bạn nhá. Và hiện tại cặp loa Akai L12 cửa hàng nó bán ra với giá chỉ 7.600.000 đồng. Thì bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Hoàng Âm Thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.